ở đây là coi như là khô hết rồi. Sáng là ít nhất phải là 6 công đó, buổi chiều phải 5-6 công. Rồi về có cho anh ăn dặm thêm không? Dạ có. Còn mà nhắm có lúa có mọi nhiều thì khỏi. Ủa con 2001 hả? Con 2003. 2003 đẻ được bao nhiêu à? Đẻ được 1000, tối được 1000 lấy mấy hột. Cái vịt này mình nuôi tới chừng nào mình mới bán thịt ta? Đẻ mấy lứa, mấy nó là tới 18 tháng lận. Mình nuôi tháng là người ta mua về có người khơi người ta dưỡng người ta để đẻ thêm thời gian nữa người ta mới bán thịt. Vậy chắc cũng cỡ 2 năm không? Bán thịt là cũng cỡ 2 năm. 2 năm là đẻ được bao nhiêu lứa rồi trời? 2 năm ô đẻ tính không nổi đâu. Bao nhiêu ngàn hột rồi nó. Lúc đó là già con này nó cũng mập hết trơn. Đệ tử tôi thấy nó đi theo ông luôn rồi. Nó bỏ tôi rồi nó theo ông. Theo ông có trứng ăn rồi theo tôi không có ngày gì. Ngày được mười mấy hai chục trứng rồi về. Ông thì nó khỏe mạnh hơn. Còn mà đi như mấy đồng phèn, đồng nước ngọt, đồng bằng mình thì nó cũng dễ cúm lên tại mấy đồng đó mồi nhiều, nó sản xuất ốc nhiều. Đồng này mấy người ở đây ta không có sản xuất ốc, có dịch không cúm. Ông Kiên Giang con cúm 1100-120 con không chừng. Nó trong trường hợp nó cúm vậy thì sao? Mình mua thuốc chích với dặn thuốc uống. Vài bữa là nó khỏe lại. Nó bị cúm giò thì nó dễ hơn cúm cần. Cúm cần thì nó liệt nguyên người luôn, y gan là bị tai biến. Y gan nữa. Nằm một chỗ một không có ăn uống được. Cái đó là chỉ ăn thịt thôi chứ. Nếu mà cái đó số lượng nhiều thì anh em mà chạy dịch đồn đó là ở vậy nè. Đó, mấy cái trại của mấy ổng nè. Mấy cái thùng thùng trong đó là thùng trứng. Trứng này gom lại rồi mối người ta tới cử, người ta lấy. Ngủ đây luôn, ngủ chung với vịt luôn. Cái này là cái bếp của mấy ổng nè. Tới mùa là lên đường đi thả vịt. Cái nghề thả vịt chạy đồng là vậy đó. Bây giờ thì mua đồng rồi mới thả vịt. Dịch nó về. Ha ha ha!
trắng như mình ra. Vẫn mấy người tiền nữa. Cái này tầm mấy con có mấy nhịp vàng đó là mấy nhịp trắng là mình thấy mấy nhịp vàng. Ta chặn tao bắt. Tao bắt là thấy nè rồi. Ô trời ơi, chặn cũng cho hoa luôn mày. Để cho nắng bắt mệt. Tao bắt là mấy nhịp Có mấy vịt màu vàng thì nó lại nguyên chung đi. Mình thử ra rồi mình ta bắt ra rồi. Ta chả được, có được.
Giờ ông đây nè.